Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định không đưa trọng tài Mateo Lajos vào danh sách cân nhắc phân công nhiệm vụ ở các trận bán kết, chung kết và tranh hạng 3. Vị vua áo đen người Tây Ban Nha đã gây ra nhiều tranh cãi trong trận đấu giữa Argentina và Hà Lan ở vòng tứ kết. Ông lập kỷ lục rút thẻ phạt trong một trận đấu tại World Cup khi rút tổng cộng là 16 tấm thẻ vàng và một thẻ đỏ cho cầu thủ hai đội. Trận đấu có nhiều tranh cãi nên trọng tài liên tiếp phải dừng trận đấu. Vì vậy, ông Mateo đã cho thời gian bù giờ hiệp 2 lên tới 10 phút và tăng lên khi trận đấu tiếp tục có những khoảng dừng trong thời gian đá thêm. Đáng chú ý, bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Red Hot cho đội tuyển Hà Lan được ghi vào phút thứ 90+11. Điều này làm các cầu thủ Argentina không hài lòng. Đội trưởng Lionel Messi đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Ngôi sao 35 tuổi chỉ trích trọng tài Lajos không phù hợp để bắt World Cup.